Hà Còi với Dũng Béo xin chào quý vị khán giả nhé. Bây giờ hai anh em là ngồi nói chuyện với nhau say mê quá là bây giờ giật mình nhìn ra đồng hồ là 1:13. Đây đây đây. 1:13 sáng. Ông kia vào 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 chỗ đồ ăn cho khán giả thử này. Mấy con cò mai cò miếc này. Bây giờ thực ra muốn gọi thêm lắm nhưng mà người ta bếp người ta nghỉ rồi. Đây. Bếp đây đóng cửa. Đóng nghỉ rồi. bếp đóng cửa rồi, vẫn còn khách lên tầng 2 nên là khách lên tầng 2 nên là quán vẫn đang mở cửa. Khách tầng 2 chỉ gọi được bia thôi, cũng như anh em mình mà chỉ gọi được bia thôi, làm gì có gọi được đồ nữa đâu. Thế thôi ta vét lạc với cả hành vào với nhau. Tức là anh em mình đang đi hành lạc nên là ăn bây giờ chỉ gọi hành ăn luôn hành với lạc thôi. Nhưng mà ăn uống cái thì không quan trọng, nữa là vui là ngồi với nhau thôi quý ạ. đấy. Vui là ngồi với nhau. Công nhận là hai anh em là uống rất là nhiều bia rồi, và phải nói luôn là hôm nay là một cái buổi đi xuyên Việt và dừng chân tại đây. Xuyên Việt Cảm à? ở Thực ra là lúc đầu anh em mình cũng định bảo ra là tối Ôi nay ông làm choác rồi. Alo, năm choác chia đôi thôi mà này gấp ba rồi. câu thực tế là cả ngày hôm nay anh em mình cũng không gần không không uống. Lúc quay thì cũng chỉ uống một lon Làm cho bia nó ở cho nó ngon miệng thôi. ăn gỏi thì phải phải uống tí. Thì mà tối nay anh em sau khi về phòng tắm rửa rồi thì bảo thôi ngay gần khách sạn thì ra làm một hai lon bia cho dễ ngủ. Không giờ ngờ ra lại ngồi tâm sự với nhau nhiều thế. Ông còi làm tí hành lạc đi ông ơi. Thì anh em mình đi hành lạc làm tí hành lạc nhé. Đây, tôi chặt được gì không? Ông giữ tôi xin miếng nhé. Còn đi nữa đâu, còn hành mới lạc. Đi hành lạc bây giờ còn mỗi hành với lạc Nhưng mà gần lạc thì bia, quý vị công nhận không? lạc ở bia Gần lạc thì bia, gần đèn thì thuốc ấy. Rồi, bây giờ đang uống vào, rất vào rồi. Đó. Đấy, khó đấy. Quý vị nhìn 10 lon bia mười mấy lon rồi ông ơi, 14, 16 đôi lon bốn đôi bốn sáu chết 8 10 chứ. 12 lon 12 12 lon rồi. Ê, thêm 2 lon nữa nghỉ nhá. Thôi thêm 3 đi cho chắn. Anh trai ơi, thêm 3 bia nữa đi. Thêm 3 nữa mới là chẵn à? À 3 còn còn lon một lon chưa mở rồi. đúng 3 nữa là thành 15 rồi ạ. Mà em không mang tiền đâu anh nhá. Thì đoạn kêu chủ quán tí hả? Mình thì hay đều tao đấy thôi. Nhưng mà thực ra đi đất khách quê người thì vui là chính mà. Mà người dân trong này người ta cũng hào sảng lắm, sướng. Phục vụ thoải mái. Mỗi tội là giờ này là hết gọi đồ rồi đấy. Vừa rồi anh em mình còn chủ quán còn hết thuốc, chủ quán còn tặng tặng cho một điếu thuốc. Anh chủ quán có thể cho em thêm xin thêm một điếu thuốc nữa được không? Còn hai điều đi của anh chẳng còn. Dạ, để em chạy đi mua, để em chạy. Thôi anh ạ. Ôi, nếu mà chạy đi mua thôi. Chạy đi mua thôi. Mua được không anh? Mua được không? Thế được, anh cứ mua cho em một bao thuốc gì cũng được ạ. Anh mua cho em. Đấy, ông Dũng thấy không? Người ta mặc dù là hơn 1 giờ sáng rồi. Mua thuốc ở đâu anh nhỉ? Không biết là mua ở đâu. Chắc là ông anh chủ quán là chắc phải có cơ sở chiến lược rồi đúng không ạ? Bây giờ 1 giờ đêm ai gọi cửa anh ơi cho em bao thuốc chắc ai là cũng ngủ có điểm bán hàng rồi. Với thực ra vừa rồi cũng thấy một vài anh công an đến nhưng mà cũng chỉ nhắc nhở là không bật nhạc thôi, tức rồi. là những địa điểm du lịch như thế này thì là người ta cũng khuyến khuyến khích kinh Nhưng doanh kiểu là ăn nhậu nhưng mà không ồn ào đấy. Ăn nhậu nhưng không như tôi với ông ngồi uống rượu, hai anh em chỉ tâm sự của gia đình xong rồi thế nọ thế kia thôi, có gì đâu. Nhưng mà chuyện quấn quá nhở. Hai anh em mà mới gặp nhau mà có nhưng tháng mà ngày chưa, thực hơn tháng thực ra nhá, thực ra Dũng ơi, tôi nói thật với ông nhá, tôi thích nghe ông nói chuyện hơn là nghe ông ngáy ấy. Tí nữa về là ông mà ngủ ngon là tôi mất ngủ. Thế là tôi theo tôi thì ông uống mềm vào tí ông ngủ trước đi. Đó thì tôi vào tôi gọi là kỳ cọ tí đã, tôi tắm rửa tí đã, rồi tôi ra tôi ngủ sau. Như đêm 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 qua ngủ mà ác mộng luôn à? Không phải, tôi ngủ sau ông, tôi bật clip, tôi bật loa to nhưng mà cuối cùng là ông ngáy to hơn cả loa của tôi. Bảo sao hóa ra là ông
ông bật loa to đấy là ông cố tình đúng không? Tôi bật loa to đấy để át cái tiếng ngáy của tôi, ông. Tôi lại không biết, tôi nghĩ là Hà coi hình như là cậu ấy kiểu là ngủ quên đấy. Tôi lại tôi tắt ông mà. Ông tắt là tôi à? Xong là xong là tắt tỉnh luôn. Tỉnh luôn và đừng tắt. Bởi vì là tôi biết nhưng mà ông công nhận là ông ngáy to thật. Ngáy nhưng mà có nhịp điệu nữa ông hả? Nhưng mà ngáy kiểu nhịp điệu như thế một lúc sau mình cũng quen đấy. Đấy. Xong là lại ngủ được. Thế là thực ra nhá, sau một chuyến chuyên biệt này anh em mình nhá. Ông ngủ ở như kiểu là bom đạn nó cũng ngủ rồi. Bom đạn. Thực sự đó. May em mình có một hành trình đi thuyền à, đi tàu cao tốc. Ông có say sóng không? Say tình, say nghĩa, say gì, răm ba cái sóng vớ vẩn đấy. Nói chung là không biết nào quý vị ạ. Nhưng mà tôi bảo ông như này nhé. Mai ấy, đằng nào cũng thế, anh em mình cứ uống bia đi. Nếu mà mai có say đổ cho việc là anh em mình uống bia, đúng không? Không đổ cho say sóng nữa. Anh Duy có hỏi là bọn em cũng say sóng à? Bảo không, bọn em hôm qua uống bia nhiều, say bia chứ không phải say sóng. Đúng không? Nhưng mà ông vẫn có lợi thế hơn tôi là các bạn, ông là người biển, không? Ông và anh Duy gần biển. Đấy, tôi rất liền luôn, làm gì có cơ hội được. Rồi mai anh em mình có thống nhất với nhau là nếu mà chẳng may mà say sóng, say lên mà lên lên chống tay chưa? Đấy, vừa đi mua rồi. Đây là có thuốc chống tay à? Thuốc chống say. Baradon là chống tay hả? Baradon là chống đau đầu. À, có thuốc chống tay ơi. À quý vị ơi, Hà Còi vừa đi mua ít thuốc kể mở thôi ạ. Bát thí với cả lại ông Zenon là bây giờ khán giả không cho mình gọi là tao mày ra, tôi gọi là ông Zenon vậy hả? Ông mà. Ông tôi hoặc tôi với bạn thôi. Hôm nay sẽ bỏ xưng hô tao mày ở trên YouTube đi. Cảm ơn quý khán giả đã xem video này nhá. Thì là tao mày ấy. À đây là tao có những khán giả rất trẻ gọi anh em là chú đấy. Đi gặp người gọi mình là chú đấy à. Mình cũng phải chỉnh lại thôi. Chú làm gì cho già, nhưng mà thực ra để mà nói về tuổi chắc là chú 2000 mà. Không có em hôm nay là 2005. Ủa tôi 2005. 2005. Thế là kém ông là đúng 19 tuổi đấy. 2005. Thì em hôm nay em bảo em 2005 mà. Thế gọi là chú cũng đúng rồi, nhưng mà thực sự tôi 20 tuổi mà. Ừ. Anh em mình anh em mình quý vị, anh em mình là Hà bằng tuổi nhau 86, năm nay thì cũng 34 35 rồi còn gì nữa. Của 2005 trẻ đấy à, nó cũng mười mấy tuổi rồi. Thì em ấy thì em mới đang học em mới học lớp 11. Ủa thế thì gọi là chú cũng đúng không? Các bạn mặt mình trẻ quá, mình chưa tiếp nhận được câu chú đấy thôi. Người nào mà cứ chú thì cứ anh em cho nó trẻ trẻ nhá. Trẻ mãi lâu già đi. Xin mời mọi người. Ơi, Hà Còi với Dung Béo xin chào quý vị khán giả nhé. Chúc quý vị khán giả là lúc nào cũng hạnh phúc ấy. Tươi trẻ. Tươi trẻ. Còi hơi bén bụng thì xin lỗi mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào khán giả. Xin chào mọi người ạ.